Ngày 8 tháng 8, Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cưỡng chế thi hành án bổ sung bằng biện pháp kê biên căn hộ chung cư Dream Home ở phường 14 quận Gò Vấp của Nguyễn Trần Hoàng Phong, 35 tuổi, là người lái xe Mercedes gây tai nạn năm 2020 từng gây xôn xao dư luận. Tài sản kê biên là căn hộ trên gồm 2 phòng ngủ, chưa có giấy chứng nhận và đã thanh toán 97%, còn 3% sẽ đóng khi căn hộ được cấp giấy chứng nhận. Sau khi kê biên, mẹ của Phong vẫn tiếp tục sử dụng căn hộ cho đến khi có quyết định cuối cùng từ phía cơ quan thi hành án để giao căn hộ cho người trúng đấu giá. Theo cáo trạng, vào tháng 1 năm 2020, Phong không có bằng lái xe ô tô, dùng giấy tờ giả để thuê xe Mercedes chở nhóm bạn đi chơi. Do chạy ngược chiều hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất, Phong tông tài xế Rapai là ông Lê Mạnh Thường tử vong, chị Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật 79%. Kết quả xét nghiệm, Phong dương tính với chất ma túy. Tại phiên sơ thẩm cuối tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận tuyên phạt bị cáo Phong 7 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, bồi thường cho chị Hường 1,5 tỷ đồng và gia đình ông Thường 417 triệu đồng.